Ngày 9 tháng 4, tờ South China Morning Post dẫn lời người phát ngôn Tian Chunli của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận của nước này vào ngày 7 và 8 tháng 4 bao gồm các hoạt động tuần tra của máy bay chiến đấu, các cuộc đột kích chung trên không và trên biển, cũng như lập đội hình tuần tra của các tàu chiến. Bộ Chỉ huy sẽ liên tục tăng cường huấn luyện quân sự và chuẩn bị chiến tranh và bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Đợt diễn tập của Trung Quốc diễn ra cùng lúc với hoạt động diễn tập của Philippines và các đồng minh Mỹ, Nhật Bản, Úc tại Biển Đông ngày 7 tháng 4. Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh Philippines dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 4 tới để bàn về những căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Theo quân đội Philippines, các tàu hải quân và máy bay sẽ tham gia diễn tập trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở biển Tây Philippines. Theo tuyên bố của quân đội Philippines ngày 7 tháng 4, các bên đã tiến hành một cuộc diễn tập liên lạc, chiến thuật sư đoàn hoặc diễn tập canh gác để tăng cường hợp tác trong chiến đấu hải quân. Trong tuyên bố chung của 4 nước Mỹ, Nhật, Philippines, Úc phát ngày 6 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, những hoạt động diễn tập chung ở Biển Đông với các đồng minh Úc, Nhật Bản và Philippines nhấn mạnh cam kết chung của Mỹ nhằm đảm bảo tất cả các nước được tự do đi lại, bay qua và hoạt động ở bất cứ nơi nào thuộc luật pháp quốc tế cho phép.